Đại Nhật Như Lai đã tái xuất giang hồ, và Hỏa Minh Quyết, một con người đầy bí hiểm đã cứu thoát Phó Cửu Uyên. Hắn làm thế chắc chắn có nhiều dự định. Ở phía bên kia, Đấu Từ Hàn đang âm mưu dụ Trương Tân và lại Độc Cô Thành Phủ. Liệu hai kẻ này có thành công? Chúng ta cùng đón xem tiếp tập 31 mang tựa đề Thiếu Niên Độc Cô. Nhớ lại chuyện năm xưa, Đấu Từ Hàn là nhân vật đủ thực lực nhất để ngồi lên chiếc ghế trưởng môn nhân phái Tiên Kiếm. Luận về võ công, Độc Cô Thành Phủ sư huynh của lão hay tam đệ Thời Dũng làm sao có thể so bì. Chỉ tiếc phụ tử Chu Tông Vượng đã phá hỏng tất cả những thứ thuộc về lão, sư phụ lão vì thế mà lạnh nhạt. Sau khi khuất núi đã truyền lại chức vị trưởng môn cho Độc Cô Thành Phủ, Đấu Từ Hàn tuy giận sư huynh, nhưng khi hay tin đám người Chu Trương tạo phản mưu sát tân trưởng môn, vẫn đứng ra ngăn chặn. Chẳng biết chuyện diễn ra như thế nào mà kết cục lão lại bị vu thành kẻ phản nghịch, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. À, nhờ Tiểu Trung Bi nhân kiếm hợp lực mới bảo trì được tính mạng. Lão nằm gai nếm mật mất 2 năm trời chỉ để tính dưỡng, làm ơn mắc oán. Đấu Từ Hàn sinh hận, nhiều năm trước lão thường quay về gây chiến với sư huynh, nhưng toàn nhận lấy thất bại. Thanh thử lão dần nhụt chí, lần gặp Kinh Phong Vũ vừa qua, lão mới sốc lại được tinh thần. Kẻ này quay trở lại chốn cũ, tự nhủ nhất quyết phải thành công. Đấu Từ Hàn hiểu rằng, đấu với Độc Cô Thành Phủ, không chỉ dùng sức, mà còn phải dùng cả mưu nữa. Và một buổi trưa trong quán rượu khá lịch sự, Đấu Từ Hàn bước vào, chọn ngay một chỗ để ngồi. Lão gọi mấy thứ đồ nhắm vào một bình rượu, chợt thấy bên mẹ hưu có kẻ trạc tuổi mình, vai đeo một thanh trường kiếm vỏ ngoài đã cũ, cũng đang ung dung ngồi thưởng tửu. Không ai bảo ai, hai ánh mắt bỗng chạm nhau, giật nhẹ, nhưng sắc lẹm như hai đường kiếm. Họ có chung một chủ điểm, lão cảm giác thanh Tiểu Trùng Bi đang nằm trên bàn, có vẻ sôi sục. Đấu Từ Hàn chưa từng gặp người này, nhưng là từ khí y toát ra, quả thực đầy lạnh lẽo cô độc. Đấu Từ Hàn lăn lội giang hồ mấy chục năm, kỳ thực chưa gặp ai có mùi vị chết chóc như người này. Y là ai? Lão đang suy nghĩ. Đấu Từ Hàn chợt cười, tay rót một chén rượu đầy, há miệng uống ực một cái. Lão chép miệng suýt xoa, sau đó nói: dốc Thụy Sương đánh bại trưởng môn nhân phái Không Động, để mà 10 miếng khúc phụ đoạt thủ cấp tam đại trưởng lão Trầm Miên giáo, danh vẫn lưu, kiếm còn si, nay gặp ở đây, quả là hân hạnh. Người kia nghe nói thế, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ, y chắp tay cất giọng: chẳng hay các hạ là? Đấu Từ Hàn mỉm cười đáp lại: tại hạ họ Đấu, tên hai chữ Tử Hàn. Người kia vỡ lẽ ra, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói cộc lốc: thì ra là kiếm quỷ, hân hạnh. Sau đó y cầm một chén rượu mới rót, nâng lên uống cạn luôn. Đấu Từ Hàn nghĩ bụng, gã vốn ẩn thân bao nhiêu năm, nay tự nhiên xuất hiện ở đây, không lẽ? Lão chợt mỉm cười, hai tay kiếm thủ hạng nhất ngồi cạnh nhau, miệng tuy không nói, kiếm vốn chẳng động, nhưng trong cái quán rượu rộng khoảng chục trượng vuông, cảm giác thật ngột ngạt, như thể hai con mãnh hổ đang gầm gừ lườm nguýt. Được một lúc lại thêm một tân khách, một chàng trai trẻ chừng gần 30, phong thái ung dung tự tin bước vào. Chàng thiếu niên vốn biết nơi này có hai tay cao thủ đang ngồi, nhưng vẫn thản nhiên ăn uống, miệng xé dở miếng thịt bò, thì bỗng sau lưng có tiếng nói: chàng thiếu hiệp. Cái thanh âm ấy to không to, nhỏ không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe, nhưng chất chứa ba cung bậc cảm xúc, vui buồn và giận dữ. Những bước chân ngày một gần, tiến về phía sau lưng chàng thiếu niên. Cái tiếng ấy rất nhẹ, hầu như không có tiếng động, tưởng chừng đạp gió mà đi. Nếu không phải chàng thiếu niên, thì có lẽ ngỡ rằng đó là ma chứ không phải người. Chàng vốn đã nhận ra, nhưng vẫn điềm nhiên đặt miếng thịt bò xuống đĩa, rồi rót đầy hai chén rượu. Lạ thay, tay hữu của chàng chợt rung nhẹ, rất nhẹ thôi, tuy nhiên vẫn khiến một giọt rượu bị rớt ra ngoài. Kẻ nào làm cho một anh chàng đầy tự tin như thế cũng phải phân tâm. Trước ghế đối diện bị xê đi, có một kẻ đang ngồi đó. Người đó dáng cao, vận trường bào màu trắng trông cực kỳ phong nhã, chỉ lạ là mũ chùm vải đen không nhìn rõ mặt. Thấy y tới, Trác Tiểu Nhiên chợt mỉm cười: lâu lắm không gặp, không ngờ người vẫn còn nhớ đến Trác mỗ. Đấu Từ Hàn biết rằng tên vừa tới rất lợi hại, chỉ nhìn cách y xuất hiện thôi cũng thực là kinh hồn táng đởm. Gã kiếm khách vốn bình thời chẳng coi ai vào mắt, mà trông thấy Bạch Y Nhân trong lòng cũng có chút bối rối. Gã kiếm khách đó chẳng phải ai khác, chính là Lãnh Chiêu Hồn. Kiếm của lão đã lạnh, nhưng cái con người kia còn lạnh hơn. Khi gặp người đó, chữ ngạo của lão cũng bị giảm đi đôi ba phần. Bạch Y Nhân kia là ai mà khiến cho ba kiếm thủ bậc nhất trong võ lâm phải bồi hồi như vậy? Y là Hư Trúc Tử? Không phải. Thượng Y Chiến Hoa ư? Cũng không phải. Vậy chắc là Chiếu Quan Đường? Dĩ nhiên càng không phải. Y chính là Thần Phong Vô Địch. Trác Tiểu Nhiên nhấc chén rượu vừa rót lên uống cạn rồi đáp: nơi đầy đông người, chúng ta tới chỗ vắng vẻ để giải quyết. Chàng đặt một nén bạc nhỏ ở bàn rồi bước đi trước, nhưng Thần Phong Tử vẫn ngồi đó. Y hít một hơi hết sạch chén rượu còn lại, miệng suýt xoa như thể tiếc nuối điều gì và bình tĩnh đứng lên. Chỉ thấy chiếc ghế xê nhẹ,
trong chớp mắt đã vọt ra khỏi cửa tới cả trượng. Bóng y vừa khuất, để lại nơi này hai ánh mắt tò mò của bọn đầu lãnh. Thần Phong Tử và Trác Thiếu Nhiên thi triển khinh công tới một nơi khá vắng vẻ. Vừa mới dừng chân, Thần Phong Tử đã sát khí phủ đầy, quăng béo cái mũ trùm đầu lên một nhánh cây mọc chìa ra. Đôi bên chỉ cách nhau khoảng một trượng. Trác Thiếu Nhiên tay hữu nắm chặt đốc kiếm, còn Thần Phong Tử chậm chậm vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Cái vết sẹo dài ngoãng đã cũ, hệt như một con rết lớn điểm trên khuôn mặt đẹp như tiên như ngọc của y. Trời vừa mới đầu chiều, nắng vẫn còn gắt. Nơi đây không có lấy một ngọn gió, nhưng cái bầu không khí vẫn xao động, bởi có một ngọn gió lớn đang sục sôi. Không ai bảo ai, đôi bên đều ra đòn. Kiếm quang của Trác Tiểu Nhiên bạch lên, cuốn lấy đám lá khô dưới đất phóng tới đối phương. Thần Phong Tử thân pháp như điện chớp, chỉ nháy mắt đã tiến tới cạnh sườn đối thủ tung cước. Trác Tiểu Nhiên lộn một vòng né tránh, chân phải đạp vào một thân cây lớn bắt đầu biến chiêu. Chàng huy động chân lực trong người, đánh liền hơn chục tức kiếm chọc thẳng vào những vị trí hiểm yếu trên ngực đối thủ. Xung quanh thân thể Thần Phong Tử tưởng chừng có hàng trăm mũi kiếm chập chờn vô định, y chỉ cần sơ sót một chút là sẽ bị chúng chỗ yếu hại ngay. Y vốn rất cẩn thận, nhưng tiếp áp ba trái chợt mát rượi, tiếp đó là cảm giác đau buốt. Y tuy cực nhanh, nhưng lưới kiếm của Trác Tiểu Nhiên trùng trùng điệp điệp dày đặc. Y hiểu mình đã quá coi thường đối thủ. Sau khi hít một hơi dài, chân khí trong người y đã bắt đầu kích phát tới mức tột đỉnh. Nãy y chỉ né chiêu là nhiều chứ tấn công rất ít, bởi y muốn làm nhục đối phương, trả lại chuyện lúc xưa tại Vu Sơn Cốc. Thần Phong Tử hiểu rằng cái trò miêu thử quả thật không hợp với cuộc chiến sinh tử này. Bóng y chợt động, thoát cái đã tiến tới sát Trác Tiểu Nhiên. Cả mấy chục ngọn cước đánh ra nhanh vô cùng, kiếm của chàng hộ vệ toàn thân, nhưng cái tốc độ khủng khiếp ấy đã khiến chàng bị hạn chế sức sát thương quá nhiều. Giao phong tới gần trăm chiêu, cơ thể chàng bị trúng mấy đòn, tuy không nặng nhưng cũng tức ngực nôn nao, tinh thần giảm sút. Bình thời Trác Tiểu Nhiên vốn tự tin, đối diện với hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Khóa Trọng Kỳ hay Hư Trúc Tử cũng không mất đi niềm kiêu hãnh vốn có. Thế nhưng Thần Phong Tử là một cái gì đó đáng sợ. Tâm hồn của y lạnh toát, trong khi máu huyết y sục sôi, cuồng ngạo như ngọn lửa được đốt nóng bởi sự thù hận. Người ta có thể cảm nhận được sự nhanh của một cơn gió, nhưng không thể đoán biết được giới hạn của Thần Phong Tử. Trong cái không gian vắng vẻ, cái lưới kiếm xẻ dọc bổ ngang của Trác Tiểu Nhiên phủ đầy cả ba trượng vuông. Thế mà Thần Phong Tử chẳng hề nào núng, thân hình cứ lướt nhẹ qua tránh né, tưởng chừng như nhấc chân là có thể thoát được. Chợt y đá mạnh vào tay hữu của Trác Tiểu Nhiên, khiến chàng đau quá phải buông kiếm ra. Trường kiếm theo đà lao vút về phía trước cắm ập vào một thân cây. Thần Phong Tử đắc ý, trong phút sơ sẩy bị đối phương đánh một chưởng vào giữa ngực, phải lùi lại phía sau. Trác Tiểu Nhiên mượn thế vọt người lên đoạt lại binh khí. Tay chàng khẽ run, trường kiếm rung nhẹ như thể cầm không vững. Thần Phong Tử tuy khá đau, nhưng vẫn cố cười khà khà. Người thua rồi, hôm nay ta vui, nể tình ngươi cũng là hảo hán, bổn công tử cho phép ngươi được tự tận. Còn nếu không nghe lời, thì Trác Tiểu Nhiên, Trác anh hùng ơi, ngươi sẽ phải chết trong nhục nhã. À không, ta sẽ cắt hết gân tay gân chân của ngươi, rách mặt của ngươi, để xem Diệp cô nương kia. Y nói đến đây cười khà khà, ra chiều đắc ý lắm. Trác Tiểu Nhiên biết hắn không hù dọa, nhưng chàng vốn tính khẳng khái, dù hôm nay có chết cũng phải làm cho hắn cả đời phải nhớ chàng. Trác Tiểu Nhiên chỉ thẳng trường kiếm vào mặt Thần Phong Tử nói, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Kiếm quang vút lên tua tủa lạnh ngắt, ngay màu dày đặc như sóng vỗ bờ. Chàng đang thi triển một thức Hàn Lưu Trào Trướng, trong lương ngân thủy nguyệt kiếm để đối đầu với Thiên Lý Hoành Lôi của đối thủ. Chiêu của Thần Phong Tử vừa mới tung ra mà không gian lay động, gió nổi cát bay như thể một trận cuồng phong mới manh nha. Thần Phong Tử dùng xa chiêu này là đã quyết ý tiêu diệt đối phương rồi. Kiếm động cước đến, hai làn kình phong lạnh ngắt giạt ảo như hai con nước lớn trên biển xô đẩy nhau nổ đồm đột. Thiên Lý Hoành Lôi mới thi triển một nửa mà Trác Tiểu Nhiên đã chống không nổi, miệng liên tục thổ huyết. Nếu thêm một lúc nữa, e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bất chợt từ mé hữu có một làn kiếm quang ngạo nghễ chém tới, là một thiếu niên trạc tuổi họ Trác xuất hiện, tay cầm một thanh kiếm sáng loáng sống dày bẻ to, vỏ kiếm màu xám đen. Kẻ kia khoanh tay ôm kiếm trước ngực cất tiếng, Trác bằng hữu, lần này cho ta được giúp huynh nhé. Trác Tiểu Nhiên mỉm cười, độc cô huynh, sao huynh biết mà tới đây? Kẻ kia chưa kịp trả lời thì Thần Phong Tử đưa mắt nhìn tên lạ mặt quát, ngươi là ai, sao dám to gan đến đây quấy nhiễu? Kẻ kia nói, tên tuổi của ta đâu để cỡ tầm thường như nhà người biết. Thần Phong Tử giận tím mặt, bởi chưa kẻ nào dám nói với y như thế. Y chồm người tới người thiếu niên, đánh liền năm cước. Người kia thấy đối phương nhanh quá, cũng khá giật mình, kiếm rút khỏi bào lần nữa, vội vung ra chống lại, là một thanh kiếm sắc, hàn quang lóe lên thành một vẻ dài. Giao phong chưa được chục chiêu, bỗng có tiếng hự một cái, người thiếu niên rú mình về phía trước. Thì ra chàng ta bị trúng một chưởng của Thần Phong Tử từ phía sau lưng. Người thiếu niên kia sắc mặt thay đổi,
Tự nghĩ mình thật lỗ bịch khi xem thường y. Sau cái gật đầu từ đôi bằng hữu trẻ tuổi, hai thanh trường kiếm chĩa thẳng tới mục tiêu chung. Chỉ thấy kẻ tiến người thoái, kẻ công người thủ ra bao nhịp nhàng, như thể đã tập luyện khá lâu. Thần Phong Tử tuy tốc độ kinh người, nội lực hơn hẳn hai đối thủ, nhưng bên kia toàn những tay kiếm thủ hạng nhất nhì. Chống lại một mình Trác Tiểu Nhiên đã vất vả rồi, giờ lại thêm tay lạ mặt này, thanh thử cứ lách đông lượn tây, thủ nhiều hơn công. Qua chiêu thêm một lúc, Thần Phong Tử thấy không ăn được, đành nuốt cục tức bỏ đi. Hắn băng thinh lên một ngọn cây, tóm lấy chiếc mũ chùm đầu rồi lặn mất tăm. Bóng hắn vừa khuất thì có một thanh âm u vọng lại từ xa. Việc này chưa xong đâu. Cả hai đứng thẫn thờ một lúc rồi mới rời khỏi chỗ này. Thì ra chàng thiếu niên kia chính là thiếu chủ của Tiên Kiếm Môn, tên Độc Cô Tuyền. Khi xưa Trác Tiểu Nhiên xông pha giang hồ, từng có cơ hội gặp mặt và trợ giúp gã. Cả hai nói chuyện một lúc rồi từ biệt nhau. Vào một buổi tối tại gian phòng của Chu Tông Vượng, bỗng có một bóng người. Cái bóng ấy cứ đứng sừng sững như cố tình muốn bị phát hiện. Trăng hôm nay khá sáng, cái bóng ấy xuyên qua khe cửa, in hẳn một góc dưới nền nhà. Chu Tông Vượng tu vi không tầm thường, hơn nữa tuổi già thính ngủ, làm sao mà không phát giác. Ông ta bật dậy, cầm kiếm chạy thẳng ra bên ngoài. Thấy Chu Tông Vượng xuất hiện, cái bóng ấy nhanh chóng tẩu thoát. Y chạy không nhanh, đủ để một lão già hơn 60 tuổi như ông ta theo được. Chu Tông Vượng bình thời vốn tính đa nghi, bảo ông ta không bao giờ dụng sức rượt đuổi theo những kiểu như thế này. Nhưng kẻ lạ mặt làm lão chú ý. Cả hai bám nhau được gần 3 dặm, họ Chu mở miệng: "Nhị sư huynh, có phải huynh không?" Lão nói một câu, tốc độ bị chậm lại, khoảng cách giữa cả hai xa dần. Nhưng người kia vẫn không vì thế mà bất lên, hắn cũng chậm lại, như thể muốn Chu Tông Vượng đuổi kịp. Đôi bên cứ thế tới mười mấy dặm mới dừng lại tại một nghĩa địa hoang vu, nơi đây mọc đầy lau trắng cao tới gần nửa người, chẳng đường chẳng lối. Có lẽ do bình thời ít người tới lui, trên bầu trời xám mờ, thấp thoáng hàng trăm điểm sáng to bằng đầu ngón út nhấp nháy di động, cứ lúc nhát là lại có cơn hàn phong quét qua, làm đám lau dại rung rinh trồi sụp, như thể có người đang giấu mình ẩn náu, khiến không gian càng thêm rùng rợn. Họ Chu vốn sống đến tuổi này, nếu có ma quỷ thật cũng chẳng làm cho ông ta sờn lòng. Thế nhưng buổi tối đứng chân chốn này cũng nổi cả da gà, mồ hôi trên trán đang nhỏ tong tỏng dần bay mất tăm. Chu Tông Vượng chĩa kiếm vào sau lưng đối phương quát: "Trương Tân, huynh làm vậy là có ý gì?" Người kia chả gót quay mặt lại, tháo bỏ cái khăn che mặt ra. Đúng là Trương Tân, sư huynh của lão. Có mấy tiếng vỗ tay từ phía xa, một bóng người đang lại gần. Ở cái nơi âm u này mà có tới 3 con người, thật không thể tin nổi. Không, ông ta lại tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, có mấy tiếng sột soạt phía sau lùm lau xa xa. Phải chăng có nhiều người nữa? Chu Tông Vượng chỉ nghĩ thôi, tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Đấu Tử Hàn xuất hiện, giọng khoái chí: "Chu sư thúc, lâu lắm không gặp người, không ngờ tinh lực vẫn dồi dào như hồi trai trẻ, thật đáng ngưỡng mộ." Dưới ánh trăng ba kẻ nhìn nhau, Chu Tông Vượng cau mày, lão quét qua một cái nhìn tóe lửa sang phía Trương Tân: "Thế này là thế nào?" Trương Tân mặt cúi gằm, nói lí nhí: "Xin đừng trách ta." Đấu Tử Hàn vội xen vào: "Ta thường nghe Tam Thúc vốn người đảm lược, mà chẳng nghĩ được tại sao hôm nay Thúc có mặt ở đây ư? Thúc nhìn đi." Lão vừa nói vừa chỉ tay ra phía những ngôi mộ cũ nát xung quanh. Nghe câu nói này, Chu Tông Vượng không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta thét lên: "Quần khốn kiếp, năm xưa ngươi giết con ta, nay ngươi tự đến nộp mạng, thì để ta thành toàn cho." Chu Tông Vượng phất mạnh trường kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Đấu Tử Hàn. Nghe kịch một tiếng, tiểu trung bi đưa ngang cổ, hai thanh kiếm tạo thành đường vuông góc. Chu Tông Vượng thu kiếm lại, phất mạnh từ dưới lên trên. Trong đêm tối luồng kiếm quang phát ra trắng xóa, làm xém cụt đám cỏ lau mọc bên dưới. Đấu Tử Hàn thấy thế tới quá nhanh, vội nhảy lùi lại tới hơn nửa trượng. Trương Tân đứng ngoài nhìn, dù không làm gì nhưng trong lòng cũng rối bời. Họ đấu chân vừa chấm đất, cũng chồm lên, xuất ra một thức ngôn hình tương quỷ. Trong cái không gian u ám, lão chẳng khác gì một bóng ma chập chờn xoay tít. Mũi kiếm và thân pháp của lão thật là bất định, về tốc độ còn kém Thần Phong vô địch. Nhưng đầy bất ngờ, cứ ngỡ trước mà không phải trước, sau mà không phải sau. Chu Tông Vượng tuổi đã ngoài 60, nên kiếm thuật của ông ta chẳng phải tầm thường. Họ Chu đang thi triển một thức đăng tiêm phi điệp để đối chọi lại với kiếm chiêu của đối thủ. Thân hình lão bồng bềnh nhấp nhô, đạp nhẹ lên những ngọn lau cao nghèo yếu ớt. Đấu Tử Hàn di động không ngừng, trong khi Chu Tông Vượng chỉ dịch chuyển trong khoảng chưa đầy 2 trượng vuông. Giữa đêm tối, những tiếng leng keng kèm hoa lửa phát ra không ngớt, chẳng khác gì ngọn pháo bông được đốt cháy. Sau 20 chiêu, những đường kiếm kỳ tuyệt của Đấu Tử Hàn chẳng đả thương lão được một chút. Thế nhưng tỷ lực của họ đấu rất mạnh. Khi hai thanh kiếm giao phong, tiểu trung bi luôn áp đảo, bàn tay của Chu Tông Vượng tê dần, từ từ đi vào chỗ đuối. Thêm chục chiêu nữa, một đường kiếm quang thẳng tắp phóng ra chĩa vào bụng, gom tụ nội lực bình sinh của Đấu Tử Hàn.
Nó tới rất nhanh, khiến họ Chu không kịp trở tay. Chỉ thấy ông ta hự lên một tiếng, mũi của Tiểu Trùng Mi đã xuyên qua cả phía sau. Một luồng huyết dịch từ từ chảy ra, dần phủ đầy thân kiếm. Trương Tần vốn vô tình, nhưng nhìn thấy sư đệ vong mạng cũng khá xúc động. Khoảng 2 ngày sau, Chu gia náo loạn báo tin Chu Tông Vượng mất tích không rõ nguyên nhân. Những lời đồn đại bàn tán là thứ duy nhất còn tồn tại trong Tiên Kiếm Môn lúc này. Kẻ nói ông ta bị giết, người bảo ông ta bị kẻ thù truy đuổi phải chạy trốn. Tiên Kiếm Môn chưa bao giờ xuống tinh thần như bây giờ, bởi dù sao ông ta cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong bản ái. Thêm 10 ngày nữa, tại một nơi khó thấy trong hoa viên Tiên Kiếm Môn, bỗng bốc mùi hôi thối. Mới đầu chỉ thoang thoảng, nhưng càng dần càng nồng nặc, như thể một con lợn chết đã lâu ngày. Đám người bản phái Hiêu Quốc Sới đào sâu khoảng chừng 2 thước thì thấy một cái xác. Cả lũ hoàng hồn khi biết đó là Chu Tông Vượng. Khung cảnh náo động, tiếng bước chân gấp rút. Một cuộc họp mặt quan trọng của phái diễn ra ngay lập tức. Trương Tân là người gay gắt nhất. Ông ta đang hướng chỉ trích về phía trưởng môn nhân. Thế nhưng Độc Cô Thành Phủ không hề tức giận. Nhìn cái thái độ và vẻ bề ngoài của lão, không ai có thể tin lão là người đứng đầu của một trong những phái có thế lực trong võ lâm. Độc Cô Tuyển cũng đứng ở đó, chàng ta vẫn vậy, đầy ngoan cường và cao ngạo. Độc Cô Tuyển cất tiếng: "Trương Thái Sư Thúc, người nói phụ thân con là kẻ đã giết chết Chu Thái Sư Thúc, vậy thì hãy chỉ ra bằng chứng đi." Trương Tân không thèm nếm xỉa đến lời chàng ta, nhưng một kẻ đứng gần lão hung hăng, có lẽ là đệ tử của Trương Tân, nói: "Tiểu tử kia, ở đây không đến phiên người tham gia." Độc Cô Tuyển tức giận đáp: "Thúc được quyền nói, chẳng lẽ ta thì không? Thúc muốn ta không nói, được thôi, để xem thúc có đủ bản lĩnh đó không." Tên này giận điên người, cầm kiếm xông thẳng đến, định dạy cho chàng một bài học. Độc Cô Thành Phủ quát lên: "Tuyền Nhi, không được vô lễ." Lời nói của lão không thể ngăn cản được hai cái đầu nóng. Vấn đề khó giải quyết thì kiếm là thứ được người ta tin tưởng nhất. Tất cả cùng ra ra cho cả hai tỷ thí, bởi đây là cuộc đấu vì thanh thế. Trong sảnh chính, sự căng thẳng bao trùm khắp nơi. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, Độc Cô Tuyền và gã đệ tử của Trương Tân xông thẳng vào nhau. Kiếm pháp của Tiên Kiếm Môn vô dĩ nhẹ nhàng phiêu giật, ai dè cả hai phiêu thì có phiêu đấy, nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Sau 10 chiêu cân bằng thì 10 chiêu sau mọi chuyện đổi khác. Gã kia liên tục bị Độc Cô Tuyền dồn ép tới mức lúng túng như gà mắc tóc. Kiếm chiêu thi triển nửa vời đã phải co về thủ. Một người ung dung nhàn hạ, một người vất vả chống đỡ. Nhìn cảnh này chẳng ai có thể tưởng tượng ra được là bề trên đang tỷ đấu với bề dưới. Bỗng có tiếng binh khí rơi xuống sàn, là kiếm của Độc Cô Tuyền đã chém gãy kiếm của gã. Tên này thấy vậy vừa hoảng sợ, vội nhảy lùi ra sau la lớn: "Chỉ cậy binh khí tốt, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta." Gã càng nói càng khiến cho tất cả khinh thường, bởi ai chứng kiến cuộc tỷ thí này đều biết gã kém thế hoàn toàn. Nếu Độc Cô Tuyền muốn lấy mạng thì gã đã phải chết rồi. Trương Tân mặt đỏ gay, với lão thì đó là nỗi nhục nhã. Lúc tên kia tới trước mặt lão trình bày, đã ăn nguyên một phát bả đau điếng, kèm theo một câu: "Đồ vô dụng." Phe bên phía Độc Cô Thành Phủ đã chiếm ưu, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó là Chu Tông Phượng đã chết ở đây. Dù lão bảo mình không phải hung thủ, nhưng ai mà tin cho được, ngay cả đệ tử của lão cũng khó mà tin. Chu Tông Vượng bản lĩnh thế nào, nếu không phải lão giết thì là ai? Đã vậy lại cả gan chôn xác tại đây. Độc Cô Thành Phủ đi tới chỗ Trương Tần nói lớn: "Việc sư thúc chết ở đây, họ Độc Cô ta cũng có một phần trách nhiệm. Hãy cho ta 10 ngày, ta sẽ điều tra rõ hung thủ. Nếu sau 10 ngày ta không tìm ra, Độc Cô Thành Phủ này xin rút lui khỏi chức trưởng môn." Rất nhiều đệ tử của lão xúm lại can ngăn. Tam đệ lão là Thời Dũng nói: "Sao sư huynh phải làm thế? Rõ ràng là có kẻ đang chơi xấu chúng ta mà." Độc Cô Tuyển thêm vào: "Tam thúc nói đúng đó phụ thân, nếu đáng nghi thì tất cả mọi người ở đây đều đáng nghi." Độc Cô Thành Phủ giơ tay lên, sau đó nói: "Việc này ta đã quyết." Rồi lão quay qua Trương Tân: "Sư thúc thấy như thế nào?" Họ Trương trong người sướng rên rồi, nhưng vẫn làm bộ: "Hừ, nói lời phải giữ lấy lời." Vừa dứt câu, lão cùng bọn đồ tử đồ tôn cúp đuôi đi thẳng. Trong sảnh chính hiện giờ chỉ còn lại mấy người thân cận, ai nấy khuôn mặt lo lắng. Độc Cô Thành Phủ bảo chúng lui ra nốt. Ở đây giờ chỉ còn hai cha con và Thời Dũng. Độc Cô Tuyển hỏi gấp: "Phụ thân, sao cha làm như vậy?" Độc Cô Thành Phủ khuôn mặt bình thản vốn chẳng có chút gì lo lắng, vỗ nhẹ vào vai con: "Tuyển Nhi, ta biết có kẻ muốn làm hại ta, nhưng con yên tâm, Độc Cô Thành Phủ sống tới thời điểm này tuyệt không phải hư danh, nhưng ta cần con giúp." Buổi sáng hôm sau, trong cái không gian rối ren, bỗng chợt có một bức chiến thư được chuyển tới, là lãnh chiêu hồn muốn khiêu chiến trưởng môn nhân Tiên Kiếm Môn. Thời Dũng thở dài đáp: "Họa chồng thêm họa, trưởng môn sư huynh, người tính sao?" Độc Cô Thành Phủ đáp: "Con tính sao nữa, người ta khiêu chiến thì mình ứng chiến thôi, nhưng nếu huynh thua thì danh tiếng tạo dựng bấy lâu." Lão chỉ cười:
người trong võ lâm có thể coi thường vẻ ngoài của Đầu Cô Thành Phủ, nhưng những người đã từng chứng kiến kiếm pháp của lão tất không thể phủ nhận. Đầu Cô Thành Phủ là một trong những tay kiếm bậc nhất trong giang hồ. Phi Tiên Đoạn Kiếm Thức của lão là một thứ kiếm pháp không thể phá vỡ. Trong cái vẻ ngoài thô hào tầm thường ấy tiềm ẩn một sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Liệu Lãnh Chiêu Hồn lần này quay lại có thể thay đổi được kết cục? Điều đó phải chờ thời gian mới biết.